anh Hải xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, Ngọc Hương nghĩ rằng giờ này quý vị khán giả cũng giống như Ngọc Hương đang chờ đợi xem trong ngày hôm nay anh Hải sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương món gì đây. Ngọc Hương đoán thử coi. Em đoán hả? Để em nhìn thử nguyên liệu nha. Wow, có cua nè, có củ hành nè, có bột năng, có cả bánh tráng nữa. Nhưng mà hình như là em đoán coi, món này là anh định làm món cua súp me đúng không? À, đây không phải là món cua súp me đâu em. Không phải là cua súp me hả? Ừ. Vậy đây chứ là món gì? Chả giò cua. Chả giò cua. Đúng rồi. Và nghe hấp dẫn quá. Vậy thì còn chơi gì nữa? Ngọc Hương mời quý vị khán giả sẽ cùng với Ngọc Hương xem anh Hải làm món chả giò cua. Nguyên liệu để làm món chả giò cua này gồm có 100g thịt cua, một gói bánh tráng mía, một nửa củ hành tây, tương ớt, hạt nêm ăn ngon, bột năng và một số gia vị khác. Và một nguyên liệu nữa là sốt mayonnaise. Anh Hải ơi, mình làm món chả giò cua, đương nhiên cua là nguyên liệu chính đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em dở nhất là cái khâu lựa cua đó, anh chỉ em đi. Tưởng gì chứ khâu lựa cua thì anh sẽ chỉ em liền đây. Dạ. Thấy không, cua rất là to. À, cái thứ nhất, bước thứ nhất là con cua chúng ta phải còn sống. Dạ. Thứ hai là con cua phải có màu xanh xảm như vậy. Ừ, xanh đậm như vậy hả anh? Và bước thứ ba nữa là chúng ta lựa cua có yếm to thì là cua cái gạch nhiều. Dạ. Và nếu mà yếm nó nhỏ thì là cua đực thịt nhiều. Và chúng ta sẽ ấn thử vào trong cái yếm cua. Nếu mà cảm thấy rắn chắc như vậy là nó không có bị ốp. À, bây giờ thì em đã biết cách lựa cua rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ lựa cua còn sống, có màu xanh sẫm. Và nếu muốn ăn cua gạch nhiều thì quý vị sẽ lựa cua cái có yếm to. Còn muốn ăn thịt nhiều, chúng ta sẽ lựa cua đực có yếm nhỏ. Và ấn vào thấy rắn chắc, đó là cua chắc thịt, không bị ốp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt thịt cua. Thịt cua chúng ta sẽ cắt thành hạt lựu em ha. Dạ. Ví dụ như em không thích cắt nhỏ nhỏ như thế này, em có thể để to được không? Tại vì món cuốn này chúng ta sẽ cuốn chung với hành tây. Cắt hàng lựu thì chúng ta sẽ cắt thịt cua chúng ta bằng với lại hành tây. Dạ. À, kế đến chúng ta sẽ cắt hành tây. Bây giờ chúng ta sẽ xào cua. Bây giờ dầu nó nóng thì chúng ta sẽ cho thịt cua vào trước ha. Em cứ tưởng là làm chả giò cua mình để cua như vậy rồi mình làm chứ, phải xào nữa hả anh? Chúng ta xào cho thịt cua chúng ta nó có mùi thơm lên. Dạ. Chúng ta sẽ cho hành tây vào. Và chúng ta sẽ cho một ít hạt nêm ăn gì ngon. Anh Hải đưa đầy đũa đây. Hương xào giùm anh nha. Anh Hải còn nêm thêm gia vị gì nữa không? Anh sẽ cho thêm một ít tiêu vào nữa. Dạ. Được chưa anh Hải? Như vậy được rồi đó em. Để anh cho ra đĩa. Trong khi chờ cua nguội thì chúng ta sẽ pha bột năng với nước. Ngọc Hương phải điều lên giùm anh nha. Dạ. Ủa mà anh Hải, mình làm bột năng dày chi vậy anh Hải? À, cái công dụng của món này chúng ta sẽ làm hồ dán lại 2 mét của cuốn chả giò cho dính lại với nhau. Khi chiên nó không bị bung quá Ngọc Hương ha. Dạ, như vậy là được chưa anh Hải? Được em rồi, tắt lửa nha. Rồi, em tắt lửa đi. Ta sẽ cho vào chén. Nhân cua chúng ta đã nguội rồi. Chúng ta sẽ trộn cua này với sốt mayonnaise. Chúng ta sử dụng khoảng chừng 2 muỗng sốt mayonnaise. Bây giờ thì nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu cuốn chả giò. Đầu tiên chúng ta sẽ cho một miếng bánh tráng lên trên đĩa. Kế đến chúng ta sẽ cho một ít nhân lên trên. Chúng ta sẽ cuốn lại. Dạ, cuốn lại. Cuốn tròn lại với nhau. Chúng ta sử dụng một miếng hồn chúng ta dán lại. Hoang hô, cuốn cuối cùng cũng xong rồi. Sau khi cuốn xong rồi, bây giờ thì em nghĩ là mình chiên đúng không anh Hải? Đúng rồi, Ngọc Hương bỏ vào cho anh ha. Dạ. Này. Em sẽ phụ với anh Hải chiên chả giò nha. Ngọc Hương nhớ bỏ nhẹ nhẹ nha. Mình phải thử dầu coi là nóng chưa. Rồi, dầu sôi rồi đó em. Ủa mà mình phải để cho dầu thật là sôi mình mới bỏ chả giò vô ha anh? Đúng rồi, món chả giò cua này chiên phải nhanh. Dạ. Vì chúng ta chiên nhanh thì ở bên trong nó có sốt mayonnaise, nhưng bên nhân á nó không bị tràn chảy ra.
À, em hiểu điều này, em sẽ ghi nhớ điều này. Quý vị khán giả lưu ý, khi chiên món chả giò cua này, chúng ta sẽ đợi dầu cho thật là nóng. Bởi vì như vậy, khi chiên chúng ta sẽ chiên nhanh để sốt mayonnaise bên trong không bị tan ra. Bây giờ thì em bỏ vô nha. Bây giờ anh sẽ pha sốt hương hương canh giùm anh nha. Dạ. Chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng sốt mayonnaise và khoảng 1 muỗng sốt tương ớt. Chả giò cũng bắt đầu ngả qua màu vàng đậm rồi nè. Như vậy là được chưa hả anh Hải? Rồi, cũng đó được rồi đó Ngọc Hương. Đây, xong rồi, xong rồi. Anh Hải ơi, nhìn anh Hải nhìn Ngọc Hương như vậy là biết là mời Ngọc Hương ăn thử đúng không? Đúng rồi, anh sẽ mời em dùng thử một cuốn. Anh Hải cũng cùng ăn với Ngọc Hương nha. Wow. Giòn tan trong miệng, thịt cua rất là ngọt, mà sốt mayonnaise thì béo béo nữa, cộng với một chút hơi cay cay của ớt. Trời ơi, ngon quá anh Hải ơi. Nhìn anh trang trí xong rồi em thấy món ăn này đã ngon, càng thêm hấp dẫn và đẹp mắt nữa chứ. Quý vị và các bạn có cảm nhận giống như Ngọc Hương không? Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy vào bếp và trổ tài làm món chả giò cua để có thể thêm một món ăn phong phú cho gia đình mình. Chúc quý vị và các bạn sẽ thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình lần sau, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 với món cá cuốn tôm chiên. Xin chào tạm biệt.